Kiếm 1 tỷ không phải là khó, 1 tỷ trong vòng có 15 phút thôi. Anh đã kiếm được 1 tỷ chưa? 1 tỷ thì tháng 2 có. Tiện anh đến đây phép là em quay phỏng vấn vui anh ý được không? Ok. Anh có dự định sẽ làm một kênh mạng xã hội đúng không? Ông trời báo mộng cho anh là nên làm kênh YouTube. Anh lại bảo là con là nên đi theo cái lĩnh vực diễn viên thì nó mới có hậu hơn hát. Mình xấu lùn đủ các kiểu. Ai ngờ sau này mới phát hiện ra là Lộc Phụ Hồ cũng là diễn viên đấy. Em vừa nghe qua câu chuyện có vẻ là anh đi rất nhiều điểm ở Việt Nam rồi đúng không? À, đúng rồi, mình đi nhiều điểm và cũng đang định đi cho nó hết 64 tỉnh thành trong năm nay. À, thế thì Quảng Ninh này anh đến lâu chưa? Ở đây thì mới đến, dân ở Quảng Ninh nên là chất nhất cả nước. Quảng Ninh là dân trí cao, lịch sự, từ người có tiền cho đến những người lao động đều rất là lịch sự. Tuyệt vời. Hôm qua giờ để ý gái thì toàn thấy gái xinh. Có công nhận em ở đây lâu rồi cũng chưa gặp một con gái nào xấu không, cả. Ở cái địa điểm nào thì anh ở lâu nhất? Đồng Nai, Vũng Tàu. Hai là Gia Lai, địa điểm thứ ba Quy Nhơn. Trước đây là anh cho dịch vụ cho thuê loa là 4 thành phố. Những thời điểm anh có 100 khách hàng thuê loa một ngày mình kiếm được 30 triệu. Bằng anh thì thích bất động sản từ năm 14 tuổi. Có những người ta thích bán nợ cho anh một lô kế nhà người ta để có một cái sự qua lại giúp đỡ lên. Bây giờ thu nhập bình thường trung bình một tháng của anh là bao nhiêu? Ví dụ như 10 ngày đầu hơn 10 triệu, 10 ngày sau thì phải gấp đôi, năm sau thì phải gấp ba. Cái con số thực tế bây giờ còn là 20. Anh đã kiếm được 1 tỷ chưa? 1 tỷ thì có thể là tháng 2 có. Nhưng mà đã đấy, kiếm chưa? Những cái cơ hội này nó có, lúc nào có. Chưa bao giờ được nghiên cứu để kiếm ra 1 cái tỷ trong một đêm. Kiếm 1 tỷ không phải là khó, chỉ là mình không để ý và mình không có kinh nghiệm. Có những cái 1 tỷ trong vòng có 15 phút thôi. Con người ta đủ giỏi để 15 phút kiếm ra vài tỷ, đó là người ta đủ giỏi. Thì tất nhiên để đủ giỏi thì con người ta phải vấp, phải ngã. Và nếu như anh làm một cái gì mà anh cũng sợ thất bại thì anh đừng làm gì. Mà anh càng nhiều thất bại thì sau này càng nhiều thành công. Tỷ phú và các em của Elon Musk là triệu phú. Mẹ của Elon Musk không bao giờ can thiệp vào đời tư các con. Mày làm cái gì mà kệ mày, được quyền quyết định. Con cái mình đi đường sai, cứ kệ cho nó sai để nó tự đứng lên. Nó ngã đừng nâng, đấy là người Mỹ, ngã không đứng nâng. Để cho mày tự đứng lên. Đấy là quan điểm của mình. Ở làng tôi, xã tôi, tất cả những thằng chơi bời nợ tiền tỷ thì bây giờ đều là tỷ phú. Những thằng hiền, lành, ngoan thì đều 10 thằng thì 9 thằng không làm ăn được. Anh em toàn bị nói là hiền, ngoan như cục đất ở trong nhà luôn. Đa số người ta nói là đọc sách nhiều, là có kinh nghiệm sẽ làm ra được nhiều. Đúng. Nhưng mà thực ra người thực hành nhiều mới là người giàu. Còn người chỉ biết đọc không áp dụng thì không bao giờ giàu được. Người mà mất 1 triệu không chịu mất thì sẽ không có được 100 triệu. Bây giờ nếu mà có 1 tỷ anh sẽ làm gì? Mình có 1 tỷ không bao giờ mình đầu tư vào những cái lớn. Đầu tư những cái nhỏ thôi. Anh dành bao nhiêu tiền ở trong đấy để đầu tư? Làm nhiều việc chứ mình cũng làm một việc làm phải vừa kiếm tiền vừa từ thiện. Cho đi gieo một cái hạt lúa xuống nó lên bông lúa. Mình từ thiện ra là mình sẽ kiếm được nhiều. Mình cũng phải là đi để làm vui cho mọi người, mình đừng tính toán quá. Sống là phải như thế. Cái quan điểm sống của mình này. Elon Musk đấy này, không gả con cho một người nghèo, nhưng mà anh ta có thể là người không có tiền nhưng anh ta có kiến thức. Không phải là giàu là phải có nhiều tiền trong ngân hàng. Ví dụ anh ta giàu về tài năng, giàu về kinh nghiệm, giàu về lòng nhân ái, hay là giàu tình cảm, một cái kiến thức để kiếm tiền đấy. Rất là cảm ơn anh đã tham gia cái talk show này, rất là vui. Em chúc anh là bạn giọng bình an và sẽ sớm đạt được các mục tiêu về tài chính và những ước mơ của anh. Hey yo anh em, follow chú anh Sam để chúng ta có những cuộc phỏng vấn vui tiếp theo nhá.